vào top 70 hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Lệ Nam hóa phượng hoàng lửa rực rỡ, tạo nên được điểm nhấn riêng từ ngoại hình cho đến câu chuyện. Lệ Nam tiếp tục cho thấy quyết tâm tạo những bước đi bứt phá hơn trên hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá của cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Nắm bắt được thực lực của dàn thí sinh năm nay, Lệ Nam, Nam Anh đã vắt sức đến phòng tập để có được thân hình hoàn hảo nhất trong bộ ảnh mới. Ánh lửa vừa mang đến sự nóng bỏng, thôi thúc những con thiêu thân lao vào, đồng thời cũng cho thấy sức mạnh tiềm ẩn. Đó chính là lý do mà Nam Anh chọn ý tưởng ánh lửa để thực hiện bộ ảnh mới nhất. Như giới thiệu cụ thể hơn cá tính riêng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, ngay từ khi chính thức có tên trong top 70 của cuộc thi, Lệ Nam tiếp tục tạo được sự chú ý của công chúng, không chỉ vì vẻ ngoài giống nam em gái song sinh của mình, mà chính ở những đường nét cơ thể tốt sau quá trình tôi luyện chăm chỉ mà cô có được. Vòng lửa biểu tượng V trong chữ Victory được Lệ Nam tận dụng khéo léo, kết hợp những bộ trang phục ấn tượng để thể hiện hết trọn vẹn nhan sắc của cô. Một là bikini với những đường cắt gọt sâu và cao giúp Lệ Nam khoe được hết vòng ba cực nóng bỏng. Còn với ba bộ trang phục dạ hội và đầm vẫy cá lấp lánh, Lệ Nam tinh tế khoe vào đó nét đẹp của một con chim phượng hoàng đầy quyền lực, thu hút rực rỡ trong ánh lửa của đam mê. Có thể thấy, Lệ Nam đến với cuộc thi Miss Universe Việt Nam không chỉ có nhan sắc hay các chỉ số hình thể đạt tiêu chuẩn, mà còn là câu chuyện, tinh thần và động lực tích cực của cô muốn được chia sẻ nhiều hơn khi đi sâu vào các phần thi tiếp theo. Cô chia sẻ rằng khi bước vào top 70, cô đã sẵn sàng để bộc lộ cá tính của mình, cô ấp ủ được nhiều dự định cũng như các hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội để thực hiện trong hành trình đi đến chiếc vương miện. Và có dù có đạt ngôi vị cao nhất hay không, Lệ Nam cho biết cô vẫn mang những tinh thần tốt đẹp tới trong mọi hoạt động của mình. Các bạn hãy cùng ủng hộ hai chị em sinh đôi, Nam em và Lệ Nam nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.